Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết quả mít khủng gần 55 kg. Hình ảnh người đàn ông còng lưng ôm quả mít cỡ đại sau khi hái từ cây xuống, thậm chí phải nhờ người hỗ trợ mới có thể đặt lên bàn cân khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Kết quả cho thấy quả mít nặng gần 55 kg khiến ai cũng bất ngờ, đồng thời rất nhiều người tò mò mùi vị và hình ảnh bên trong trái mít khủng này. Mới đây thì ông Phạm Văn Thiệu 64 tuổi quê tại Hải Dương, chủ nhân của cây mít có 102 đã chính thức bổ quả mít cỡ đại và chia cho người thân, bạn bè hàng xóm. Cây mít dai này được ông Thiệu trồng từ 8 năm trước nhưng khoảng 5 năm gần đây mới ra quả, nặng nhất là quả khoảng 37 kg. Năm nay thì cây mít chỉ ra đúng 5 quả, quả mít gần 55 kg là quả đầu tiên được hái xuống, bốn quả còn lại vẫn đang đợi đến ngày thu hoạch. Giống mít nhà ông Thiệu không ngọt gắt mà chỉ ngọt thanh, đặc biệt là có mùi thơm nước. À, vì là cây nhà lá vườn hoàn toàn yên tâm về độ sạch sẽ, an toàn nên ông thoải mái cho con cháu trong nhà thưởng thức. Ông Thiệu cho biết mình không có bí quyết gì đặc biệt trong việc chăm sóc mà chỉ tưới cây hàng ngày như là bình thường. Sống hơn 60 năm trên đây là lần đầu tiên tôi thấy quả mít to và nặng đến như vậy, ông nói, trước đó vào năm 2016 thì tổ chức lục Guinness thế giới đã công nhận quả mít Artocarpus nặng 42,72 kg được trồng ở Ấn Độ. Nghệ thuật từ rêu, ngoài tự nhiên thì các mảng rêu xanh lớn thường được bắt gặp ở vùng núi ẩm ướt, những cánh rừng có độ ẩm cao, với đặc trưng không hại đến thực vật được trồng chung lại tạo độ ẩm, rêu luôn là lựa chọn được dùng để làm nền cho các loại tiểu cảnh thủy sinh. Rêu tự nhiên khó chăm sóc bảo dưỡng nên các loại rêu được dùng để ghép vào các tác phẩm phải được xử lý kỹ càng để dù không cần chăm sóc trong một thời gian dài, rêu vẫn giữ được màu sắc và hình dạng. Chúng được gọi là rêu bất tử hoặc là rêu bảo tồn. Rêu bất tử là loại rêu đã được làm sạch bùn đất, các loại côn trùng hay nấm mốc. Sau khi làm sạch thì cụm rêu sẽ được xử lý đặc biệt để làm cho các tế bào của lớp rêu ngủ đông không bị phân hủy nữa. Từ đó có thể ốp, ghép, phối, kết hợp rêu với những chất liệu khác để tạo nên các bức tranh độc đáo. Sự mềm mại trong hình dáng màu sắc tươi tắn của rêu phù hợp với các nguyên vật liệu thô giáp, trầm lắng như là sỏi, đất đá, rễ cây, gỗ lũa, xương hóa thành các loại. Vì thế đây là các nguyên vật liệu thường được lựa chọn để phối kết hợp với rêu trong các tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ vì thế dù với tác phẩm nghệ thuật có kích thước nhỏ từ vài chục cm đến tác phẩm nghệ thuật có kích thước lớn dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, khi ngắm nhìn những tác phẩm từ rêu, điều mà chúng ta cảm nhận được luôn là cảm giác bình yên, dễ chịu và lắng mình với những mảng xanh bắt mắt. Tắm biển rồi ngủ quên, người đàn ông trôi giả suốt 19 tiếng đồng hồ trên biển. Tại cảng cá Vạn Lịch, thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, tàu Wally Princess 168 đã phát hiện một người đàn ông 57 tuổi, họ Hồng, đang trôi nổi trên biển tay cầm chiếc phao bơi cầu vồng. Thuyền trưởng tàu Wanli Princess 168 đã ngay lập tức ra lệnh thả phao cứu người. Ông Hồng sau đó được đưa đến Bệnh viện Kielung Changung Memorial. Ở thông tin bắt đầu từ cảnh sát thì ông Hồng là người dân vạn lý. Ông Hồng cho biết, hôm qua, sau giờ làm thì tầm khoảng 6 đến 7 giờ, tôi cầm phao xuống biển để bơi giải nhiệt. Khi ngâm mình trong nước tôi ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình trôi ra biển rồi. Người đàn ông này đã lênh đênh trên biển suốt 19 giờ đồng hồ. May mắn thay, sau khi kiểm tra sức khỏe, Ông Hồng vẫn hoàn toàn bình thường và có thể tự về nhà ngay sau đó. Nhiều cư dân mạng phải thốt lên thật là kỳ lạ. Liệu chiếc phao bơi này có sức mạnh thần kỳ nào không? Thực sự nó có thể lênh đênh trên biển lâu như vậy mà vẫn đảm bảo an toàn hay sao? Cụ bà 90 tuổi dùng lựu đạn làm chảy giã hạt tiêu suốt hơn 20 năm. Công an thị trấn Hoàng Bảo, huyện Bảo Khang, Tương Dương, Hồ Bắc Trung Quốc nhận được tin báo gia đình cụ Tần phát hiện trong nhà có một quả lựu đạn. Cơ quan chức năng lập tức vào cuộc, điều động kỹ thuật viên chuyên nghiệp đến hiện trường xử lý. Tại đây họ xác định đó là một quả lựu đạn có tay cầm bằng gỗ đã cũ với phần thân nhiều dị xét. Cụ Tân hiện 90 tuổi, cho biết cách đây hơn 20 năm, cụ tình cờ nhặt được vật này khi đang làm ruộng. Tưởng đây là một cái chày cụ đã nhặt về để thỉnh thoảng giã hạt tiêu, đập vỏ óc chó hay là đóng đinh. Tới hôm 23 tháng 6, khi gia đình cụ tiến hành phá rỡ nhà để xây mới, một người thợ mới phát hiện ra chiếc chày này là lựu đạn. Cụ bà vô cùng hoảng sợ lập tức gọi điện báo ngay cho công an. Quả lựu đạn được xác định vẫn còn ngoài nổ. Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ quả lựu đạn nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú với câu chuyện hữu hữu trên. Cô ba thật là may mắn, mệnh cũng lớn nữa, nên khi dùng quả lựu đạn đã giá ầm ầm hơn 20 năm qua mà không hề hấn gì. Tôi tự hỏi không biết nếu quả lựu đạn phát nổ thì độ mạnh của nó khủng khiếp đến như thế nào, những người dùng mạng bình luận.